Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao 3 tháng nữa Quốc hội Việt Nam lại bầu chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội một lần nữa. 3 tháng nữa Quốc hội Việt Nam sẽ lại bầu chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội. Và vì sao Quốc hội Việt Nam lại bầu những chức danh mà tổ chức này đã bầu trước đó bằng hình thức bỏ phiếu kín? Ông Nguyễn Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội cho biết thông tin vừa nêu tại phiên họp lần thứ 5 năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào ngày 27 tháng 4. Trong khi trước đó, vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức sau khi được Quốc hội bầu chọn cùng ngày. Đây là hình ảnh tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. Sau đó thì vào ngày 5 tháng 4 năm 2021, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông báo ông Phạm Minh Chính là tân Thủ tướng với 436 trên 473 phiếu bầu. Ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ đã trở thành tân Chủ tịch nước với 468 trên 468 phiếu tán thành. Đây cũng là lần đầu tiên một đương kim Thủ tướng chuyển sang làm Chủ tịch nước, một chức danh có phần nghi lễ nhiều hơn. Ông Nguyễn Xuân Phúc trong cương vị Chủ tịch nước Việt Nam đã tham dự các phiên họp quốc tế trực tuyến và có phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Việt Nam là nước chủ tịch luân phiên trong tháng 4 hay tại Hội nghị về biến đổi khí hậu thế giới. Ông Phạm Minh Chính lại vừa sang Indonesia dự cuộc họp với các lãnh đạo của ASEAN khác bàn về vấn đề Myanmar. Còn ông Vương Đình Huệ về các địa phương trong nước với tư cách là Chủ tịch Quốc hội. Và vì sao 3 tháng nữa Quốc hội Việt Nam lại phải bầu lại các chức danh lãnh đạo vừa nêu? Đây quả là một sự chớ trêu và trái khoe tại Việt Nam. Trả lời Đài Tiếng Nói FA từ Nha Trang hôm 27 tháng 4, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định như sau. Chúng ta cũng đều biết cách đây ít hôm, Quốc hội cũng đã bầu bán xong xuôi hết cả rồi. Kể cả Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và một số bộ trưởng đã ra rồi. Giờ lại bảo 3 tháng nữa bầu tiếp, tôi nghĩ chuyện đó buồn cười. Nó giống như một màn kịch vụng về vậy thôi. Nói cho cùng thì không chỉ Quốc hội đâu, kể cả Đại hội Đảng, trong điều lệ có điều khoản đảng viên giữ chức Tổng Bí thư thì không làm quá 2 nhiệm kỳ. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng là nhiệm kỳ thứ 3 rồi mà điều lệ đảng có thay đổi gì đâu. Quy định do chính con người ra, mà ai cũng biết đảng là tối cao, mà trên như thế thì dưới cũng như vậy. Những người nào hiểu biết về chính trị Việt Nam sẽ thấy rằng bây giờ nó lộn xộn lắm. Họ muốn làm sao họ cứ làm, chứ họ chẳng kể gì cả, giống như cái tuồng hề chèo vậy mà thôi. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ vào hôm 5 tháng 4 năm 2021. Theo Tổng thư ký Quốc hội ông Bùi Văn Cường, vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới dự kiến làm việc trong 11 ngày và bế mạc vào ngày 3 tháng 8. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiếp tục dành 6 ngày để xem xét quyết định công tác nhân sự. Cụ thể là Quốc hội sẽ quyết định số phó chủ tịch Quốc hội, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bầu chủ tịch Quốc hội, chủ nhiệm các ủy ban Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, cũng theo ông Cường, Quốc hội Việt Nam, ngoài việc bầu chủ tịch nước, thủ tướng và chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, sẽ quyết định cơ cấu tổ chức và số lượng thành viên chính phủ. Thông thường, theo luật tổ chức Quốc hội khóa mới sẽ tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo của nhà nước và chính phủ vào phiên họp đầu tiên. Đây là điều mà Quốc hội Việt Nam vẫn thường làm từ trước đến nay đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 vừa qua khi Quốc hội khóa 14 sắp miễn nhiệm lại bầu các chức danh này. Tờ báo Công an Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm 5 tháng 4 cũng có bài xã luận cho rằng việc Quốc hội khóa 14 bầu các chức danh Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước là theo đúng khoản 7 điều 70 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và luật tổ chức Quốc hội. Anh Quang, một kỹ sư, một nhà quan sát chính trị, hiện đang sống ở miền Trung Việt Nam, khi trả lời đài FA vào hôm 27 tháng 4 cho biết ý kiến của mình như sau. Thực ra cũng không có gì khó hiểu, vì việc bầu lại các vị trí như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đã thay đổi một số bộ trưởng và chức danh khác của Quốc hội khóa 14 đều đúng luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức Chính phủ, nhưng trên các luật đó là Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện điều 4 của Hiến pháp năm 2013. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối. Cũng nên thấy rằng
những người được mời vào các vị trí nói trên đều là đại biểu Quốc hội đương nhiệm của khóa 14, chứ không phải họ không là đại biểu Quốc hội của khóa này. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng hoa cho tân chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng vì sao chỉ có 3 tháng nữa mà là bầu cử Quốc hội khóa 15 mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã không đợi bầu cử xong rồi hãy sắp xếp lại nhân sự cấp cao? Theo tôi thì có mấy nguyên nhân, nhà bình luận này nói tiếp. Nguyên nhân thứ nhất, theo anh Quang, các vị trí cấp cao nói trên đều là những người được Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì số người mà Đảng giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội chắc chắn sẽ trúng cử 100%. Và như thế thì trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, những người này vẫn sẽ được Quốc hội, tức là trên 90% là đảng viên Đảng Cộng sản, bầu vào các vị trí như cách đây vài tháng. Tất nhiên, họ lại vẫn làm các thủ tục theo quy trình bầu cử chức danh lãnh đạo như luật quy định. Anh Quang cho biết nguyên nhân thứ hai như sau. Nói như trên là nhìn bề ngoài, nhưng thực chất bên trong có một ẩn ý khác. Đó là sau khi tổ chức Đại hội Đảng Bộ Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, thì có nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao không còn là ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa này nữa. Như thế thì đương nhiên những người này không thể giữ các trọng trách trong bộ máy của nhà nước sau khi kết thúc đại hội đảng. Và họ cần phải sắp xếp lại. Mặt khác, điều này mới quan trọng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam họ sợ căn bệnh của các quan chức hiện nay là hoàng hôn nhiệm kỳ. Tức là những quan chức cấp cao vì lợi ích cá nhân của mình sẽ tranh thủ chuyến tàu vét bằng cách ký bổ sung hàng loạt cán bộ mới, ký một cách vội vàng các dự án có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng xã hội trong quá trình cân nhắc, thẩm định và có thể dẫn đến tổn thất tài sản quốc gia. Anh Quang cũng nêu ví dụ trường hợp điển hình là ông Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong vòng 2 tháng cuối nhiệm kỳ đã ký đến khoảng 60% các dự án của cả nhiệm kỳ của ông ấy. Thấy rõ nhất là ông Trịnh Đình Dũng đã ký dự án sân golf Đắc Đoa của tỉnh Gia Lai với quy mô tới 174 hectare, trong đó có 156 hectare rừng thông, và 45 tuổi trước khi ông ấy nghỉ chỉ có một ngày. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, người được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủy quyền ký phê duyệt dự án sân golf Đắc Đoa. Còn nhà báo Võ Văn Tạo thì cho rằng cấu tạo bộ máy nhà nước Việt Nam trong nhiều năm gần đây có những lộn xộn mà nhiều người không hiểu được. Bản thân ông Tạo cho biết mình là người đã từng theo dõi mà cũng thấy kỳ cục và quái đản. Ông nói tiếp, ai cũng biết Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền cai trị đất nước nên mọi công việc đều do Đảng quyết định, còn các cơ quan do Đảng bày ra như Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, vân vân. Có một số cơ quan thực sự làm việc nhưng vẫn chịu sự chỉ đạo của Đảng. Như Chính phủ hoặc bộ ngành thì có thể làm việc, còn một số cơ quan khác là hình thức để đối ngoại mị dân mà thôi. Ai ở lâu trong chế độ này đều hiểu, không có gì ngạc nhiên. Theo nhà báo Võ Văn Tạo, từ lâu rồi người dân và cán bộ cũng thừa biết Quốc hội Việt Nam không có quyền lực gì mấy. Cho nên người dân cũng không quan tâm lắm ông nào bà nào đứng đầu Quốc hội cả, kể cả Thủ tướng, ông Tạo nói tiếp. Trong nhiều thập niên qua, chỉ có vài người có vai trò nhất định như thời kỳ ông Võ Văn Kiệt, chứ còn mấy người khác thì cứ mờ nhạt. Rồi thì cứ căn cứ vào nghị quyết của Đảng nói 3 điều, 4 chuyện, không đâu vào đâu, vô bổ. Hầu như các vị ấy không có năng lực, không có chuyên môn, cũng không có tâm huyết gì. Tâm tư của dân bây giờ nản, phó mặc. Và kệ cho công bà muốn làm gì thì làm. Còn việc đi bầu cử, nếu người dân không đi thì sẽ bị công an địa phương gây khó khăn, nghi ngờ, ghi vào sổ đen. Người dân miễn cưỡng đi bầu chứ người ta biết lá phiếu của họ cũng chẳng có tác dụng gì. Cũng trong ngày 27 tháng 4, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Theo đó có 868 người ứng cử để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong đó có 9 người tự ứng cử và có 74 người ngoài đảng ứng cử. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ đảng, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đã bị loại sau một cuộc họp cử tri kín vào ngày 12 tháng 4. Còn đây là hình ảnh ứng cử viên đại biểu Quốc hội Lê Trọng Hùng đã bị bắt giam sau khi tuyên bố tự ứng cử. Nhà hoạt động Trần Bang khi trả lời Đài Tiếng Nói EFA từ Sài Gòn vào hôm 27 tháng 4 thì nhận định như sau. Việc Quốc hội bầu thật ra là lửa thế giới và lửa dân thôi. Đại biểu, đại hội đảng sắp đặt hết, có điều bây giờ họ huỵch toạch ra. Hồi xưa họ đóng kịch đợi bầu cử khóa mới, sau đó Quốc hội khóa mới bầu các chức danh lãnh đạo nhà nước. Bây giờ thì họ làm luôn, lừa huỵch tẹt ra luôn. Quốc hội chẳng qua là đại hội đảng mở rộng, chứ Quốc hội khóa mới hay khóa cũ cũng do đảng quyết định hết. Năm nay còn có một số người ứng cử đại biểu Quốc hội tự do,
không do Đảng sắp đặt thì có một số người bị bắt như ông Lê Trọng Hùng và một vài người nữa. Một người ở Ninh Thuận thì bị công an mời, một hình thức tạm giam, tất cả thể hiện màn diễn lâu nay cũng chẳng hơn gì, nó hồi tẹt ra luôn. Và công an tỉnh Bình Thuận vào hôm 10 tháng 4 đã trả lại tự do cho ông Đồng Trung Tử, nhà thơ người Chăm, tên thật là Nguyễn Quốc Huy, sau khoảng 4 ngày giam giữ để thẩm vấn. Ông là người có tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 trên trang Facebook cá nhân để đại diện cho người Chăm trước nghị trường. Hôm 29 tháng 3, Công an Hà Nội đã chính thức công bố trên cổng thông tin điện tử về việc đã bắt giữ ông Lê Trọng Hùng từ ngày 27 tháng 3 với cáo buộc là làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ông Lê Trọng Hùng bị bắt ngay sau khi ông này có đơn đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ mình trong quá trình ông vận động tranh cử đại biểu Quốc hội. Ông Hùng là một trong 70 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó vào ngày 10 tháng 3, thì Facebook Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, cũng bị công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam với cáo buộc bị cho là đăng phát livestream thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền Việt Nam. Ông Khánh bị bắt sau khi ông tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021 với bản tin Vì sao 3 tháng nữa Quốc hội Việt Nam lại bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội một lần nữa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d. We'll be right back.